Xin chào quý vị và các bạn. Hình ảnh mà kênh ghi lại vừa rồi kết hợp với một chút hiệu ứng âm thanh, chắc quý vị và các bạn sẽ liên tưởng đến không gian ma mị đúng không? Đây chính là không gian của khu biệt thự nằm tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hôm nay kênh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu hàng trăm căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm, không có người ở. Vậy nguyên nhân tại sao lại có tình trạng này? Khi di chuyển vào khu biệt thự này thì chúng ta có thể di chuyển theo các tuyến đường từ Lê Trọng Tấn kéo dài vào Vinhome Thăng Long, từ đại lộ Thăng Long hoặc từ trục đường 72. Dự án này thì được xây dựng trên tổng diện tích là 84.499 m², có tổng là 147 căn biệt thự, tất cả đều được xây 3 tầng. Hầu hết thì đã được hoàn thiện xây thô từ cuối năm 2010. Nằm kế ngay sau khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn thì khu biệt thự này cũng đang chịu chung số phận với một số dự án của những ông lớn. Các đại dự án chưa kịp đón sóng tăng giá thì bong bóng thị trường bất động sản đã vỡ những năm 2011-2012. 100% dự án tại đây là nhà biệt thự, gồm có biệt thự nhà vườn và biệt thự song lập. Theo ghi nhận thì hầu hết các căn biệt thự tại đây hiện vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm qua. Hiện tại thì chỉ mới có khoảng hơn chục căn là đã có người đến ở hoặc đang sửa sang hoàn thiện. Tình trạng nhà đất bị bỏ hoang hiện nay không chỉ gây ra tình trạng lãng phí rất lớn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và bất ổn về mặt xã hội. Để đối phó thì một số giải pháp tình thế được nhiều nhà đầu tư áp dụng, đó là dùng nhà bỏ hoang, biệt thự bỏ hoang cho thuê làm nơi kinh doanh quán ăn, vật liệu xây dựng hay là cà phê. Tuy nhiên thì hình thức đối phó này cũng không thay đổi tình thế được đáng là bao nhiêu. Lý giải về cái nguyên nhân thực trạng này thì kênh cho rằng trước hết là do giá nhà bị đẩy lên quá cao, trong khi thu nhập của người dân thì lại thấp. Chính vì vậy họ không có đủ điều kiện kinh tế để đầu tư vào phân khúc nhà ở đắt đỏ như này. Số lượng người có đủ tiền để mua những căn biệt thự như thế này thì rất là ít. Đến thời điểm này thì khẩu vị của khách hàng bất động sản hiện nay đã thay đổi. Thay vì thích cái vẻ hào nhoáng của những căn biệt thự hoành tráng, họ lại chú trọng hơn về nhu cầu ở thật và ưa chuộng những cái dự án nằm gần hoặc là trong khu vực nội đô, có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Theo thông tin về giá bán của khu biệt thự mà kênh tìm hiểu trên các trang mua bán nhà đất thì giá giao bán hiện tại từ khoảng 28 đến 35 tỷ đồng một căn, tương đương với 70 đến 85 triệu đồng một mét vuông. Tiếp theo đó là do cơ sở hạ tầng khu vực này chưa được đồng bộ, các dự án mở đường tại khu vực này quá chậm chạp như dự án vành đai 3.5, nút giao Lê Trọng Tấn với đại lộ Thăng Long. Tiếp theo nữa là tình trạng ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm. Và cuối cùng là các tiện ích xứng tầm phục vụ cho cư dân về sinh sống vẫn chưa được hình thành. Từ lâu thì cái việc siết chặt quản lý biệt thự bỏ hoang đã được các cơ quan chức năng thực hiện. Thế nhưng dù đưa ra nhiều phương án song đến nay vẫn chưa nhận được những tín hiệu tích cực. Trước đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từng đưa ra giải pháp thực hiện đánh thuế hoặc là xử phạt các chủ đầu tư của nhà ở bỏ hoang không đưa vào sử dụng. Ngoài ra thì xử phạt hành chính biệt thự bỏ hoang với chủ sở hữu biệt thự, mức phạt là từ 10 đến 20 triệu đồng một căn. Tuy nhiên đến thời điểm này thì việc đánh thuế với người sở hữu và xử phạt chủ đầu tư biệt thự bỏ hoang vẫn còn rất khó thực hiện. Điều này khiến biệt thự bỏ hoang vẫn còn rất nhiều, nằm phơi mưa phơi nắng qua nhiều năm tại những dự án nhà ở trong các khu đô thị. Nếu còn thiếu những cái biện pháp giải quyết cụ thể, có lẽ là lời nguyền ở những khu đô thị ma này sẽ còn rất lâu mới có lời giải. Đến đây thì video của chúng ta đã dần kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến giá bất động sản của khu vực Hoài Đức, hãy để lại ý kiến, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Các bạn yêu quý kênh thì hãy để lại nút like, share và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.